Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên đã đến thăm chúc Tết Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm và Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng. Chúc Tết Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế và tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh thời gian qua. Mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế cho tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến đội ngũ lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường. Chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám điều trị bệnh nhân và đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc toàn thể người lao động bệnh viện cùng gia đình đón năm mới an khang, mạnh khỏe.